For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với thông tin chi tiết. Hồ Hèn Yê quên túi trên máy bay, than khi bị gọi là bà hoa hậu. Thưa quý vị và các bạn, Hoa hậu Hồ Hèn Yê bay chuyến sớm ra Hà Nội nên vô tình quên túi sách trên máy bay nhưng không bị mất. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hồ Hèn Yê chia sẻ câu chuyện vui khi đi máy bay chuyến sớm ra Hà Nội công tác. Vì một phút lơ đãng, nàng hậu đã bỏ quên túi sách trên máy bay. Ngay khi nhớ ra, cô quay lại lấy và được tiếp viên trao lại. Nay, Hèn bay chuyến bay sớm ra Hà Nội, thật là ngốc nghếch khi mà hạ cánh, Hèn đã quên cái túi sách của mình và có quay lại để lấy túi. May quá, chị tiếp viên vừa kéo cái túi mình xuống với một câu, ôi cái túi này của bà Hoa hậu. Khi mình vào, chị ấy vỗ vai mình và đưa lại túi. Mình cũng quên nói lời cảm ơn vì bị đơ khi nghe câu bà Hoa hậu. Mình cũng 32 tuổi thôi mà nghe bà sợ quá chị tiếp viên ơi. Cảm ơn chị đã lấy cái túi xuống giúp em. Hoa hậu Hồ Hèn Yê kể lại tình huống mình gặp phải. Ở phần bình luận, nhiều người cho rằng nữ tiếp viên chỉ có ý vui đùa khi gọi Hồ Hèn Yê là bà hoa hậu, chứ không có ý gì khác. Từ bà ở đây là trong quý bà chứ không phải là chê bạn già đâu, mãi ủng hộ bạn, một khán giả bày tỏ. Hồ Hèn Yê đặt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Cô luôn là một trong những người đẹp truyền cảm hứng cho mọi người trong các hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường. Hoa hậu Hồ Hèn Yê từng chia sẻ, cô ưu tiên các dự án cộng đồng mang tính bền vững như trồng rừng, xây dựng thư viện thân thiện, xây dựng hệ thống bơm, cung cấp nước cho trường học. Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hồ Hèn Yê giản dị tặng gạo, nhà trồng đến bà con vùng biên giới nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết tuy năng suất chưa ổn định nhưng có gạo để đóng và tặng cho bà con vùng gần biên giới tại quê nhà khiến cả nhà cô đều cảm thấy hạnh phúc và hy vọng năm sau sẽ bội thu hơn nữa. Dù cuối năm bận rộn, Hồ Hèn Yê vẫn sắp xếp thời gian để về quê tặng gạo cho bà con. Ngoài thăm hỏi, người đẹp đã cùng bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao những phần quà Tết ý nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Người đẹp cũng trao riêng 200 phần quà gồm gạo, sữa, bột giặt do cô và các mạnh thường quân cùng ủng hộ. Chia sẻ về những chuyến đi, cô cho biết đó chính là nguồn sức mạnh giúp cô có thêm động lực thực hiện thêm các dự án cộng đồng xã hội. Đến tận nơi, tôi thấy bà con có cuộc sống gặp nhiều khó khăn, điều kiện đất đai không được thuận lợi để canh tác, khí hậu khắc nghiệt, làm cho cuộc sống gặp nhiều vất vả. Khi có dịp trò chuyện với bà con, bộ đội biên phòng, tôi cảm kích sự gắn kết, hỗ trợ để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tôi hy vọng địa phương và bà con nơi đây sẽ nhận được nhiều hỗ trợ hơn nữa trong thời gian tới. Hồ Hèn Yê xúc động. Mới đây, Hoa hậu Hồ Hèn Yê cũng được vinh danh là Nhân vật truyền cảm hứng 2023. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để liên tục được cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.